Yo, mình là Toàn. Mình là Hưng. Chào mừng mọi người đến với In the Mood for Food. Yo mọi người, hiện tại thì Toàn với Hưng đang có mặt tại Hurum Truth Cafe. Thì nhắc tới bingsu thì một trong những cái địa điểm mà mọi người nên cân nhắc để đến đó chính là Hurum Truth. Hurum cũng khá là nổi tiếng với món bingsu. Anh thấy ở trên cộng đồng mạng mọi người cũng hay làm về, tức là hay trải nghiệm món bingsu của Hurum. Dạ, khá nhiều. Liệu ở đây có cái gì đặc biệt hơn những cái quán bingsu mà Toàn với Hưng đã đi ở phía trước hay không? Yeah. Bây giờ chúng ta hãy cùng vào bên trong và xem nó như thế nào. Okay. Let's go. Chào anh. Đây, ở đây Hurum, đây menu thì phía trước chúng ta có cái loại nước ép nè. Nước ép tốt cho sức khỏe nè. Nước trái cây nè. Rồi đây, đây mới là tháng mình cần. Thật ra thì bình thường là cũng hay đổ nước lắm, mà bữa nay mình đi ăn bingsu mà, chỉ đổi bingsu thôi. Cho tới bây giờ thì đây là cái nơi mà em thấy có nhiều cái loại bingsu nhất. Từ các loại trái cây nè, cho đến những như là phô mai, rồi trà xanh, ong, các loại ngọt, và có cả luôn cả những cái phần bingsu nhỏ hơn. Đa dạng. Về hương vị và đa dạng về cả về kích thước. Rồi, dạ dạ, cho em một phần bingsu dưa hấu với một phần bingsu dưa chua. Rồi, ok, cảm ơn anh. Ok, đi với bạn. Cảm ơn anh. Đây mọi người, thì đây là phần bingsu dưa lưới và phần bingsu dưa hấu bên Hưng đã gọi. Hồi nãy anh có gọi bingsu kiwi nhưng mà quán hết mất kiwi nên là sau đó anh đổi sang bingsu dưa lưới. Ok rồi, em nhớ rồi. Ở đây thì ở mỗi một cái món bingsu thì sẽ có thêm một phần gọi là sữa nữa để mà mình rưới lên cho mình ăn. Thì ở ngay phần nhìn thôi mọi người, thật ra là với một cái mức giá được nâng lên thì chúng ta thấy được là cách bày trí nhìn là khác biệt liền, đúng không? Ở đây là chúng ta gọi là bingsu dưa lưới thì được đựng ở nửa trái dưa lưới. Còn ở đây bingsu dưa hấu cũng là nửa trái dưa hấu. Đó, chỉ cần thay đổi cái cách bày trí cái đồ để đựng thôi là mình thấy cái món nó lên một cái level mới liền. Nhìn rất là ngon mắt. Hurum là thương hiệu đầu tiên mang bingsu chuẩn Hàn Quốc. Chuẩn vị Hàn Quốc về đây luôn. Thì bây giờ thì mình cùng thử ha. Thử coi nó như thế nào. Thì mình xin phép quay lại một cái để cho nó đúng món của tụi mình. Thử ha mọi người. Giờ đầu tiên là đây, cái này là dưa hấu nè. Được múc một cái cục tròn nhìn rất là vui mắt. Dưa hấu này còn mới, chắc chắn luôn. Thì bị dưa hấu mà để lâu á, cái mùi nó yếu yếu, ăn cái biết liền à. Rõ này ăn vô là thấy rõ là mới à. Mà được ướp lạnh nữa, ăn vô nó sảng khoái, nó làm mát người của mình. Và cái dưa lưới còn cực kỳ là tươi luôn á. Tức là nó vẫn còn độ ngọt này, độ mềm mềm và hơi một chút cứng cứng gì đấy của kiểu dưa lưới mà mới bổ ra và mới lấy ra phần lõi. Nhưng mà cái này chắc là mình có thể rưới sữa tươi lên. Rưới sữa lên ha. Rồi bây giờ tụi mình sẽ rưới cái phần sữa lên phía trên. Anh mới ăn hai miếng dưa lưới và anh cảm thấy hoàn toàn thuyết phục bởi dưa lưới đây. Chính xác. Tươi, ngọt, rồi mát. Bingsu có nghĩa là cái phần mà kem tuyết của nó nè mọi người. Thì thật ra là hồi nãy Toàn đã có rưới sữa lên rồi nhưng mà rưới không có nhiều. Mà cái chỗ Toàn múc thì thật ra là nó không có dính cái phần sữa đó. Thì khác với lại bên cái chỗ lúc trước thì bingsu ở đây, cái vị sữa của nó béo, thơm mà đặc biệt là nó ngọt hơn. Thật ra là một những cái điểm mà Toàn chưa thích lắm ở cái chỗ trước đó mình đi là do cái bingsu nó bị nhạt quá. Thật ra là cũng tùy cái gu mỗi người thôi, có thể Toàn thích ngọt hơn chút xíu nhưng mà nhiều khi nó nhạt quá vậy ăn nó kiểu không có đã mọi người. Thì cái này nó đáp ứng được cái việc đó. Nhưng mà nói về cái việc mà mức giá và cái đồ ăn á, thật ra nó chỉ là một những cái để mình tham khảo và tùy vào cái gu của mọi người nè, cái sở thích và cái việc mà họ muốn bỏ ra bao nhiêu tiền cho một cái món ăn như thế thì họ sẽ có những cái lựa chọn khác nhau. Nhưng mà Toàn tin là nhìn chung là những cái món mà Toàn mới Hưng giới thiệu với các bạn ngày hôm nay đều là những cái món nó chất lượng, nó có một cái độ ngon nhất định ở từng cái mức giá nhá. Bây giờ tụi mình sẽ ngon quá mà phải ăn hết. Ăn hết xong tiếp tục đi đến một quán nữa nhỉnh hơn nữa, coi nó làm sao. Nhỉnh hơn nữa, nhỉnh hơn luôn.
Ok. Ok, nhận lại đi ha. Ok. Ok mọi người. Và cuối cùng thì hành trình của tour của tụi mình đã đến với quán thứ 5 trong chuỗi đi tìm kiếm 5 quán bingsu của tụi mình ngày hôm nay. Yeah. Và điểm đến cuối cùng của tụi mình đó chính là Nobin. Yeah. Và như tụi bạn đã nói lúc trước, có nghĩa là các thứ tự các quán mà tụi bạn đi nó sẽ đi theo cái thứ tự của cái giá tiền của món bingsu đó luôn. Và điểm đến cuối cùng đồng nghĩa với việc đây là cái tiệm mắc nhất trong ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay của tụi mình đó. Vậy thì mắc nhất rồi thì mà trước đó nha là tụi mình cũng đã có một vài quán khiến cho tụi mình cảm thấy hơi wow chút xíu về cái cách bày trí bắt mắt của nó hoặc là về cái chất lượng đồ ăn bingsu của nó. Yeah. Thì bây giờ đối với cái quán cuối cùng, quán mắc nhất trong ngày hôm nay, thì liệu là có cái gì làm tụi mình wow hơn cái vậy nữa hay không? Bây giờ chúng ta vào trong ăn thử. Bây giờ tụi mình sẽ order bingsu tại Snow Beans. Đây bạn một lần nữa đi theo cái quy tắc giá trị càng lên sự đa dạng càng nhiều. Và đây là menu của Snow Beans thì nó vẫn theo một cái quy tắc là cho quán cái tiền càng nhỉnh lên chút xíu thì cái sự đa dạng nó càng nhiều. Thì ở đây mình thấy là có những cái loại khá là lạ nè, mấy chỗ kia không có là bingsu bánh gạo Hàn Quốc nè, rồi bingsu phô mai sợi, bingsu dâu tây Đà Lạt, bingsu sầu riêng, rất nhiều các loại trái cây. Và hình như đây là đa dạng nhất trong tất cả các quán hôm nay mình đi luôn ấy. Dạ, chính xác. Và ở bên này nữa thì có một cái rất là lạ mọi người, đó là bingsu sợi. Thế bingsu sợi thì nó khác gì với lại bingsu thường chị ha? Dạ, cái cọng tuyến nó sẽ dài ra, mỗi khi nó sẽ là tiết nhiễm. Wow. Thú vị nha. Tò mò hết. Tò mò. Thế giờ gọi một phần bingsu sợi đi. Đúng rồi, phải thử cái bingsu sợi đi. Giờ ở đây, ta thử coi. Rồi, anh thấy có sầu riêng này, em ăn được sầu riêng không? Em ăn được. Ok, thì anh em mình ăn sầu riêng nhé. Chơi luôn đúng không? Rồi, vậy thì cho em một phần bingsu sợi sầu riêng. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Ok, cùng chờ đợi nha. Trước mặt của mình nhé, Hân đang làm món bingsu sợi sầu riêng. Ở đây có cái này là bingsu sợi này, như cái này là phô mai sợi, này, một miếng sầu riêng, với cái này là kem sầu riêng như vậy. Rồi ở đây là mình có thêm cả một phần sữa đặc nữa để mình rưới lên mình ăn. Thực ra là về cái tổng quan nhìn á thì nhìn nó khá là gọn gàng, nó nhìn như dĩa cơm. Các anh thì anh hình dung ra một cái bánh kiểu một nửa cái bánh kem, một nửa cái bánh kem mà úp xuống như đó. Nhưng mà ở đây cũng thấy là cái phần bingsu sợi rất là nhiều mọi người. Thì mình sáng suốt kêu một phần, chứ kêu hai phần muốn ăn nặng với dòng luôn á. Yeah. Rồi, sầu riêng nhìn cũng rất là ngon, có phô mai sợi. Rồi, bây giờ chơi luôn ha. Đây là cái tiệm mắc nhất mà trong ngày hôm nay của tụi mình. Thì bây giờ cùng coi có đáng hay không. Giờ anh Hân có muốn đuối luôn không hay là mình ăn? Nếu mà em muốn thì có thể dưới một nửa không mà. Dưới. Rồi, okay. Ok. Wow, tức là chưa cần ăn nhá, cái cảm giác sấn đấy đã biết là rất là mịn rồi. Yeah. Cái phần bên anh nhá, không có sữa đặc nhá, nhưng mà nó cực kỳ là béo, mịn, thơm, vị sữa. Thế thôi, nhận là trong tất cả những cái chỗ mà tụi mình đi trong ngày hôm nay, thì cái bingsu này là cái nó đạt được cái độ gọi là hoàn hảo hơi quá, nhưng mà nói chung là cái phần kem tuyết là tuyệt nhất. Tuyệt nhất mà ý là nó thơm mùi sữa, mà cái độ ngọt nó là đúng là kiểu ngọt đủ luôn, ngọt thanh mà mình cảm nhận được cái vị ngọt nó vừa đủ thôi. Nó bắt đầu nó ngọt và quá rõ, ăn rất là ok, thật sự thích thú. Còn đương nhiên là phần bữa này thì nó có sữa đặc, thì múc lên thì nó sẽ ngọt cái phần sữa đặc nhiều hơn. Dạ. Tức là nếu mà kiểu người thích ăn ngọt nhẹ nhanh thì sẽ không sữa đặc thì cũng ok, nhưng mà đa số mọi người anh nghĩ là ăn với sữa đặc sẽ ngon hơn. Vậy có phô mai nhỉ? Ok. Anh cũng là một fan của phô mai. Phô mai ngon nhỉ? Phô mai hợp lý luôn á, sự kết hợp hợp lý luôn. Nói một cách hơi chủ quan nhất xíu thì thật sự là cái quán cuối cùng, quán mắc nhất, nó cũng là cái quán ngon nhất sợ luôn. Đó là cái trải nghiệm của mình. Anh cũng đồng ý luôn. Anh cũng cảm nhận là anh thích về chất lượng món ăn ở đây nhé.
Thì nếu như mà bạn nào đang tìm kiếm một cái tiệm bingsu mà đương nhiên giá cả nó hơi cao chút xíu nhưng mà bù lại là chất lượng tuyệt vời á, thì đến bé 169 đường Nguyễn Cư Trinh 1. Okay. Okay. Hoàn toàn xứng đáng với những cái gì mọi người phải bỏ ra. Đúng rồi, chính xác là như vậy. Thật sự recommend mọi người luôn. Cho nên là đến đây ăn cho mọi người. Rồi, anh ăn sầu riêng của anh đi. Anh nói thèm mà. Và như vậy là Toàn và anh Hưng đã kết thúc cái chuyến food tour ngày hôm nay của tụi mình với chủ đề là năm quán bingsu tại Sài Gòn với sự thăng tiến các mức giá khác nhau. Thì thật ra thì đây là một cái buổi mà tụi Toàn cảm thấy khá là thú vị. Tại vì thật sự là như là những cái số trước á thì tụi mình sẽ thử nhiều món random để mà gọi là có một cái trải nghiệm đi ăn. Còn riêng với số lần này thì tụi mình chọn một cái chủ đề thôi, là bingsu. Đó là bingsu và tụi mình đi nhiều cái quán để làm về bingsu mà ở những cái giá tiền khác nhau để có được cái sự so sánh. Thì thật sự là đối với tụi Toàn á, cái vấn đề giá cả thật ra nó cũng chỉ là một cái cách để mà mình sắp xếp thứ tự cho nó thôi. Chứ đôi khi nó không phải là cái vấn đề quan trọng. Chỉ là mình muốn phân định rằng là ở những cái mức giá như vậy thì cái món ăn đó nó sẽ được trình bày như thế nào, cũng như là cái chất lượng của nó sẽ như thế nào và nó sẽ hợp khẩu vị với từng người hay không. Và hy vọng rằng là cái hành trình food tour ngày hôm nay của Toàn với anh Hưng có thể giới thiệu đến cho mọi người những cái quán bán bingsu ngon, chất lượng với nhiều mức giá khác nhau. Thực ra thì đôi khi nó không phải là những cái quán quá mới đâu, mình nghĩ là các bạn cũng đã biết rồi, nhưng mà đây là trải nghiệm của tụi mình và tụi mình ăn như thế nào thì nghĩ như thế đó. Và hy vọng rằng là nó cũng cho mọi người được một vài những cái gọi là những cái suy nghĩ về giá cả và những cái địa điểm để mà mọi người có thể lựa chọn và đi ăn với bạn bè, người thân của mình. Ok, rồi bây giờ mình là Toàn. Mình là Hưng. Cảm ơn mọi người đã theo chương trình In the Mood for Food. See ya.